Báo cáo ông này, cuộc vui nào nó cũng có thời gian, vui thì thật vui và thật mình quá vui. Mà hôm nay ở tại gia đình nhà ông nhưng tôi nói ông này, nói thì em nó cũng đã chối đi hôm qua, bây giờ là bốn chân nó chối rồi. Vâng, cũng chỉ vì anh em mà cũng ông cũng nói và em nó cũng rất là thông cảm. Nên là, vâng, nên là em bây giờ xin thôi là cho thôi. Bốn năm rồi không cho thôi thì là nó không qua. Em ông con mình còn biết chín đấy. Đây. Hôm nay toàn bộ anh em họ Mạc gốc Mạc là tập trung tại nhà bác Hoàng Tư và tại trang trại của bác Hoàng Tư ngày xưa luôn nhé. Bất biến luôn đấy, những người nói anh em Mạc tập Quảng Ninh, Mạc tập Hải Phòng, Mạc tập Nghệ An và Mạc tập Đô Lương. Anh em đã Quảng Ninh nói chưa? Có rồi. Trang trại nhà bác Hoàng Tư. Cuối cùng phải đám trại của bác tại trên phép bác. Con cáo ông là con say đấy. Mà bác thấy á? Vâng. Mà cái nó chưa thế này. Nhưng mà con nói là con nói là uống rượu là uống rượu vào nó phải say. Vâng vâng vâng. Một sừng cây một đầy người. Anh đang lên. Bạn là chủ đi là cháu, bây giờ cháu lại nữa là chủ đi rồi. Rồi không ạ? Ít thôi. Chắc mà mình đắng hơn nó không ăn được nhiều đâu. Nhiều việc đi gặp cho cổ, em mời đùng. Còn nếu như anh là hai sale thì anh sẽ gửi lại. Là nhiều lúc là anh không ăn được lúc rồi thì em mới xem được. Còn lúc sale là đúng. Có xem được. Anh nói đúng đấy. Anh như mình đăng lên mới trả lời có thể gọi điện nói gì được. Không mở ra. Mà biết đăng rồi em cho ông cứ lên tiến ra. Không xem không có lỗi. Hải Phòng. Ông cứ cho ra Hải Phòng gì. Vâng, em chuyển ra nhiều rồi. Bao nhiêu nữa? Đây, cống rượu Bắc Kỳ. Đã cũng tổ là đây rồi. Nắm một trụ trần trạc cũng mơ tới đáp ạ. Trời ơi, cũng chân chắc quá nha. Chưa có đòi nó. Chúng nó chưa đòi là mình đi lẻ mà đúng cái nào đấy. Là trải nghiệm ngoài phong mà mới là ngoài hơi hứng thấy mình đó. Nếu mà nhà em không thấy có coi không được. Chúng chân chắc là vẫn cứ mơi, mơi đi qua được. Trời ơi, nói chúng chân chắc là mua đi trú ăn là ngủ. Cứ đến sinh hoạt ăn uống hoặc là đi sớm hơn nữa thì là cho chúng điều hành đến năng mộ. Thắp hương tiên tổ. Sống mồ mả mà con nói dài cho mày chạy thôi không có gì cả cú dùng người học viên trưởng ta đi nói chúng ta đi cái khí hai trong gồ trong gọt thì nó đi khí lớn 20 lần phải mà 21 lần nhật đấy là nói chuyện chung trước nhưng chứ mà cụ thể là chương trình này mình vẫn cứ thích là cụ thể là làm tí cho vui có anh em. Còn đâu sinh hoạt ăn uống có ăn vậy thì không có đọc đúng không mà là chưa chắc đã phải cố gắng nhau cố đầy mà đã là tình cảm mà đã đồng ý đi ra gặp anh em tao qua đó vì dù là cái đứa tên đó cả đó hôm vừa rồi em hứa với câu lạc bộ doanh nhân ấy đến đấy tôi báo rồi tôi mời tôi đăng lên anh kể rồi anh Khánh anh Hiền các anh đại diện về. Tùy các ông về không có nhân nghỉ nó cũng đúng biết rằng thì bảo nó việc là vẫn là giàu lắm mua gồ ai cười bây giờ chỉ nói ai công việc của ai bị cháy hả đi họ thằng cần lo lắm tụi nó mình cái này phát gì đó từ người bên bị cháy cũng đó đúng là lắm nên nhiều cảnh các anh làm đó người già có người trẻ có cứ có một thùy ông Thùy ông Quang rồi nhỉ Quang Bình rồi mấy ông Minh rồi đến dư mình gọi là cái dòng họ mình gọi mình biết cái tưởng mới biết ai lại ai ngoài á đúng rồi đúng rồi mày đang có cái mạng này đi ai ngoài đi nó trong là gặp nhau thế này này nói ra thì lúc đấy chắc là bây giờ ta có điều kiện hơn ta có thông tin truyền thông rất khác ngày xưa của thằng huyện Vân Đồn đấy là người họ Mạc của mình. Em nói thẳng như ngày xưa em cứ đổi ra rồi đấy đây từ bên Tử Luân đi sang đâu cho con không ạ đi họp đi hành nếu mà hè hè phòng họp rất nhiều quan trường quyết định mọi công việc là hè phòng nó quyết định rất lớp sát chưa ai là quyết định cả
nhưng mà nói chủ tịch huyện và một cục kinh tế bảo mà cái tân đồn với mình trong chiều khác nhau mà nó đều là một đơn vị tổ chức chính mà vận động cái máy ơi là kinh tế đặc khu mà nhiều đấy họ không phải họp kia ta yếu sẽ họp đã họp mà có một chương trình có một vấn đề gì kế hoạch cúng dỗ rồi là phân công từng nhiệm vụ cho từng người nó cụ thể đọc tên luôn chứ không có vào danh sách đọc tên thành đấy. Đấy còn thằng này là nhiệm vụ là cháu bố nó mới là anh em với lại bọn chị Lan đấy nói thêm biết biết anh cũng nghe phân phanh là đồng chí họ bạn thì mình trước làm công an ở ở xã đấy đúng không? Hồng Thái Tây đúng không? Bị đánh trận hay là bị ông ấy học hành ông là phát đi làm Hạ Long, ông ấy làm phó đốc sở tài chính. Không, đồng chí làm ở địa phương ở Hồng Thái Tây mà. Em biết lại. Sinh năm số 3 ông không địa phương. Đồng chí chỉ không nói ông chủ tịch Vân Đồn chỉ nói với đồng chí đã làm ở đấy bị cháu ông Đồn như này giờ thì ông cho lên được cái học bạn đi cái máy vẫn quay giờ mà cái đâu vậy đi cả quay kia kìa máy của máy đây đây hai góc này kiểu hai máy quay trực tiếp đấy ông nhà ăn xương rồi nãy giờ này nó đưa hết xương cho mình.